Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món thịt bò băm xào với đậu lành và khoai lạng, khoai tây nhé các bạn nhé, thơm ngon ạ. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Có nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng làm với mình nhé. Để làm món ăn này các bạn chuẩn bị cho mình một củ khoai tây này, độ 100g các bạn nhé, 200g thịt bò, củ tỏi, một ít gừng nhé, và một ít chỗ này của mình khoảng độ 150-200g khi đậu lành này các bạn ạ, đậu lành tươi này nhé. Thì bây giờ mình sẽ tách cái phần đậu lành tươi này ra để mình lấy cái phần hạt nhé, chúng nữa mình sẽ tách xong. Trước tiên thì mình sẽ thái các gia vị này, các nguyên liệu này ra nhé. Tỏi, gừng các bạn sẽ đập ra cho mình. Khoai tây các bạn cũng thái ra cho mình nhé. Mình thái hạt lựu ra như cái hạt đậu nhé, to hơn hạt đậu một chút. Thịt bò mình thái ra để mình băm nhé. Khi thịt bò băm xong rồi nhé, các bạn sẽ cho vào một cái tô cho mình, một cái bát nhé. Mình sẽ ướp thịt bò các bạn nhé. Các bạn cho mình vào đây 1/3 thìa cà phê muối, một chút hạt lêm, một chút tiêu và một chút đường nhé, thìa cà phê đường, một ít dầu ăn nữa các bạn nhé. Dầu ăn ấy làm cho cái phần thịt bò nó sẽ mềm ra. Các bạn sẽ ướp cho mình khoảng 15 phút, sau đó thì mình sẽ xào lên nhé. Cái phần đậu lành này thì các bạn sẽ bóc ra cho mình nhé. Nếu lúc chúng ta thay đổi xào thịt bò với một ít đậu lành hay cả khoai tây như này ăn nó lạ miệng mà lại ngon dễ ăn ạ.
chúng ta xào mãi với giá hay cần tây rồi thì mình cũng có thể đổi nhé. Các bạn cho lên bếp nồi nước và mình cho vào đây một ít muối nhé. Mình sẽ cho phần khoai tây vào. Khoai tây và đậu. Các bạn sẽ luộc cho nó gần chín thì sau đó mình sẽ vớt ra. Mình kiểm tra xem cái phần mình khoai nhé, xem đã được chưa các bạn nhé. Chỉ cần gần chín thôi là được. Đấy, các bạn đun cho mình khoảng 7 phút nhé. Rồi, như này được rồi, mình sẽ tắt bếp và mình lấy ra. Mình bắt lên bếp một cái chảo và mình sẽ cho vào đây dầu ăn nhé. Vừa phải dầu ăn thôi ạ. Đó, sẽ cho phần tỏi và gừng vào. Phi cái phần tỏi cho nó thơm lên. Khi gừng tỏi này đã thơm rồi các bạn nhé, các bạn sẽ cho mình cái phần thịt bò mình đã ướp sẵn rồi đấy ạ. Rồi khi bò săn lạnh nhé thì mình sẽ cho vào đây cái phần đỗ và khoai. Các bạn cho mình một chút muối nữa nhé, vì đỗ và khoai chưa có muối ạ. Mình đậy lại một chút ấy để cho nó ấy ạ, chín nhá. Và bây giờ các bạn kiểm tra xem gia vị vừa chưa. Thêm một chút nước mắm nữa là ngon ạ. Bạn nào mà ăn bột ngọt thì có thể cho nhé. Như vậy là mình đã xào xong rồi đấy ạ. Bây giờ mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức rồi. Rất là hấp dẫn. Các bạn chuẩn bị cái đĩa và mình cho ra nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.